Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group đấu giá 165 lô đất ở tại khu cổng Ủy ban Nhân dân xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian đấu giá từ 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 năm 2024, tức thứ Sáu. Huyện Lạng Giang có vị trí rất quan trọng là cửa ngõ nối Bắc Giang, thủ đô Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn. Lạng Giang là một trong 4 huyện thành phố của Bắc Giang, được xác định là huyện trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trên địa bàn huyện có một số tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, quốc lộ 31, quốc lộ 37, đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, đường sắt Yên Viên - Hạ Long, rất thuận lợi cho việc vận chuyển và xuất nhập khẩu hàng hóa. Với tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, trong những năm qua, huyện đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kinh tế xã hội, nổi bật là việc tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Đến nay, Lạng Giang đã có 8 khu cụm công nghiệp phân bố đều tại các xã như cụm công nghiệp Hương Sơn, khu công nghiệp Tân Hưng, cụm công nghiệp Đại Lâm, thu hút 45 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn đăng ký hơn 2.740 tỷ đồng. Nhiều dự án khu đô thị hiện đại đã và đang hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điểm nhấn cho phát triển đô thị của huyện. Hiện nay, huyện Lạng Giang đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch huyện, quy hoạch vùng và quy hoạch chung các xã, đảm bảo theo quy hoạch chung của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lạng Giang hướng đến mục tiêu trở thành huyện phát triển công nghiệp bền vững, hiện đại, văn minh và hoàn thành mục tiêu đạt các tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2030. Thực hiện hợp đồng đấu giá giữa công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý Trật tự Giao thông Xây dựng Môi trường huyện Lạng Giang, công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group tổ chức đấu giá quyền sử dụng 165 lô đất ở tại khu cổng Ủy ban Nhân dân xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Tổng diện tích các lô đất là 17.163,4 m². Tổng giá khởi điểm các lô đất trên là 179.452.980.000 đồng. Xã Quang Thịnh trong những năm qua đã có những bước tiến dài trong phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, các tuyến giao thông được nâng cấp và mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế. Các công ty, nhà máy được đầu tư xây dựng, các mô hình hợp tác xã được thành lập phát triển mạnh, qua đó đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Khu cổng Ủy ban Nhân dân xã Quang Thịnh có vị trí đẹp, cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn, cảnh quan đẹp, đường vỉa hè rộng, giao thông thuận lợi. Đây là địa điểm phù hợp trở thành trung tâm thương mại dịch vụ của xã trong tương lai gần. Đợt này đưa ra đấu giá quyền sử dụng 165 lô đất ở tại khu cổng Ủy ban Nhân dân xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Cụ thể, đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất ở thuộc phân lô LK01 từ lô số 1 đến lô số 10, lô số 13 và từ lô số 16 đến lô số 25. Diện tích từ 96 m² đến 151,4 m² một lô. Giá khởi điểm từ 10 triệu đến 12 triệu 600 nghìn đồng một m², tương ứng với mức giá 960 triệu đến 1 tỷ 907 triệu 640 nghìn đồng một lô. Đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất ở thuộc phân lô LK02 từ lô số 1 đến lô số 31, diện tích từ 96 đến 178,8 m² một lô. Giá khởi điểm từ 10 triệu đến 12 triệu 600 nghìn đồng một m², tương ứng với mức giá 960 triệu đến 2 tỷ 252 triệu 880 nghìn đồng một lô. Đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất ở thuộc phân lô LK03 từ lô số 1 đến lô số 43, diện tích từ 102 đến 157,8 m² một lô. Giá khởi điểm từ 10 triệu đến 12 triệu 600 nghìn đồng một m², tương ứng với mức giá 1 tỷ 020 triệu đến 1 tỷ 893 triệu 600 nghìn đồng một lô. Đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở thuộc phân lô LK04, lô số 5, 9, 10, 16, 18, 30, 32, 35, 36, 41, 43, 48, diện tích từ 102 m² đến 119,5 m² một lô. Giá khởi điểm từ 10 triệu đến 12 triệu đồng một m², tương ứng với mức giá 1 tỷ 020 triệu đến 1 tỷ 434 triệu đồng một lô. Đấu giá quyền sử dụng một lô đất ở thuộc phân lô LK05, lô số 7, diện tích 105,7 m², giá khởi điểm 13 triệu 200 nghìn đồng một m², tương ứng với mức giá 1 tỷ 395 triệu 240 nghìn đồng. Đấu giá quyền sử dụng hai lô đất ở thuộc phân lô LK09, lô số 17, 19, diện tích từ 198,4 m² đến 216,4 m² một lô. Giá khởi điểm từ 7 triệu đến 8 triệu 400 nghìn đồng một m², tương ứng với mức giá 1 tỷ 514 triệu 800 nghìn đến 1 tỷ 666 triệu 560 nghìn đồng một lô. Đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất ở thuộc phân lô LK10 từ lô số 1 đến lô số 34, diện tích từ 90 đến 191,5 m² một lô. Giá khởi điểm từ 10 triệu đến 12 triệu đồng một m², tương ứng với mức giá
900 triệu đến 2 tỷ 298 triệu đồng một lô. Đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất ở thuộc phân lô LK11 từ lô số 1 đến lô số 21, diện tích từ 90 đến 154,2 m2 một lô, giá khởi điểm từ 10 triệu đến 12 triệu đồng một m2, tương ứng với mức giá 900 triệu đến 1 tỷ 850 triệu 400 nghìn đồng một lô. Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày thông báo niêm yết công khai ngày 6 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày mở cuộc đấu giá. Công ty phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý Trật tự Giao thông Xây dựng Môi trường huyện Lạng Giang tổ chức hướng dẫn khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan 2 ngày. Cụ thể, ngày 12 và 13 tháng 8 năm 2024, khách hàng tham gia đấu giá đăng ký với công ty để được hướng dẫn hoặc chủ động xem tài sản. Khách hàng tham gia đấu giá chấp nhận thực trạng khu đất đưa ra đấu giá, chấp nhận quy chế áp dụng cho cuộc đấu giá thì mới tiến hành nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Địa điểm xem tài sản đấu giá tại khu cổng Ủy ban Nhân dân xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá liên tục từ ngày thông báo niêm yết công khai ngày 6 tháng 8 đến 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 năm 2024 trong giờ hành chính trừ ngày lễ thứ Bảy và Chủ nhật. Địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý Trật tự Giao thông Xây dựng Môi trường huyện Lạng Giang, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang. Ngoài ra, người tham gia đấu giá có thể tham khảo hồ sơ đấu giá qua trang thông tin điện tử của công ty có địa chỉ website http://đấu-giá-đại-dương.com và fanpage của công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group, liên tục từ ngày thông báo niêm yết công khai ngày 6 tháng 8 đến 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 năm 2024 trong giờ hành chính trừ ngày lễ thứ Bảy và Chủ nhật. Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, một ngày 20 tháng 8 năm 2024 trong giờ hành chính từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Thời gian nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc từ ngày 20 tháng 8 đến 17 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2024. Hình thức nộp tiền đặt trước: khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào một trong 3 tài khoản sau của công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group: tài khoản 1, tài khoản số 77779555555 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TP Bank, chi nhánh Bắc Giang, địa chỉ tòa nhà TNL Plaza Bắc Giang, số 8 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; tài khoản 2, tài khoản số 133688 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, chi nhánh Bắc Giang, VP Bank, địa chỉ số 303 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; tài khoản 3, tài khoản số 117002864911 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank, chi nhánh Bắc Giang, phòng giao dịch Lạng Giang, địa chỉ số 33 đường Cần Trạm, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TP Bank, chi nhánh Bắc Giang, trực tiếp thu tiền đặt trước một ngày, ngày 20 tháng 8 năm 2024 trong giờ hành chính từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: thời gian tổ chức cuộc đấu giá từ 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 năm 2024, tức thứ Sáu. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, địa chỉ thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ hành chính tại công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group, địa chỉ lô 11-12 ALK27, đường Tôn Đức Thắng, khu số 1, khu đô thị phía Nam, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại 0204-366-2929, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý Trật tự Giao thông Xây dựng Môi trường huyện Lạng Giang, địa chỉ tầng 3 tòa nhà liên cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trên đây là những thông tin mà công ty giới thiệu tới quý khách hàng biết để lựa chọn và đăng ký tham gia đấu giá. Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo hồ sơ tại trang thông tin điện tử của công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group, đấu-giá-đại-dương.com và trang mạng xã hội Zalo, Facebook, YouTube của công ty. Đấu giá Đại Dương tổ chức các cuộc đấu giá luôn công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng. Chúng tôi xin cam kết sẽ đem đến những dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất cho quý khách. Xin trân trọng cảm ơn.